Hello, xin chào tất cả. Đại Đình nha, Đại Đình thấy trước mặt mình là dơm đó. Đây, trong cái thùng mình thì có rất là nhiều đồ. Nhưng mà ngày hôm nay là mình chơi cái trò chơi là nhân phẩm. Có nghĩa là một người á là mò đồ, một người đón. Mò đồ đón, không phải đón tiền như ngày hôm qua hả? Đúng rồi, giống như không cũng dạng mà giống như hôm qua là nhờ là sự cảm giác mà của đôi tai. Là có nghĩa là hôm qua mình chơi cho biết cảm giác được của người mù như thế nào. À. Ngày hôm nay mình sẽ chơi trò chơi mà để hiểu được một cái cảm giác mà nhân phẩm của người câm như thế nào. Có nghĩa là ví dụ mà một người mò ở đây á, là không cho nói, không nói chuyện, không làm nói sao chuyện luôn. Diễn tả mà bên kia đón được cái đồ vật á. Là dùng hành động thôi phải không? Là ai mà đón được á là sẽ được 500.000 đó cho một cặp một quận. Nếu mà đón sai thì cứ nhảy xong. Mẹ, tại hôm qua tiền khó đón hơn này nữa. Cái này. Nhưng mà cái này không được nói. Một người làm một người nói. Bây giờ ngày hôm nay thì cũng cho có cameraman vô chơi luôn. Thì bây giờ Liên Ngô chọn với ai? Thôi em chọn với cameraman đi. Cameraman okay, hình như nó bất hạnh lắm. Rồi. Nhớ. Mình được diễn tả, mình được hành động. Rồi, ok. Không có nói chuyện nha. Yêu cầu mà mở miệng ra nói là thua. Nhưng mà cái người kia phải đón được. Đón được. Rồi. Cho đón trong vòng là 30 giây. 30 giây phải không? Cho bên đây chơi trước đi. Rồi, ok. Nhường luôn. Được 500 nha. Rồi bây giờ ông Năm Báo đi qua đó đứng. Không được thì cứ bắt tay nhau nhảy xong nha. Rồi nè, 1, 2. Mình được hành động nhưng mình không được nói thôi. Không được nói thôi. Rồi ok nè. Kiếm cái nào dễ cho anh ấy. Rồi chưa? Rồi. Rồi. Thấy gì vậy? Hả? Quẹt. Hay quá. Sao vậy? Dân quá. Dân hút thuốc vừa hay hơn. Tao đi ngon rồi. Lấy đây. Đây quà 500 tiếp theo. Ủa sao nó hay dữ ta? Chắc rút lại tiền quá. Ta dân hút thuốc mà. Đây là món đồ thứ nhất là cái ống quẹt nha. Thì còn bây giờ tới Liên Ngô với cameraman. Nè, 1, 2, 3 nè. Chọn em là em thấy lên. Đó. Phóng liễu đi ra chỗ khác nè. Đâu có quay mặt vào đó đâu. Đây nè. Mà che. Cái gì vậy? Anh phòng đấy vậy coi. Có quyền, người ta có quyền. Có quyền. Đây đó. Cái này nè. Nói chuyện thua rồi. Nó chơi người câm mà nói chuyện thua nãy xong rồi. Rồi Liên Ngô nhảy xong luôn. Xuống luôn. Mày nhây hả? Rồi nè, bây giờ Năm Báo vô nè, rồi Phong Liệu người đón nè. Rồi đó, Năm Báo vô. Trời, đưa đây. Cắt đi. Được cái bá đó. Rồi nè. Nhớ là không nói nha, anh chỉ hành động thôi. Nói là nhảy xong đó. Tư duy em nói chung là cũng được lắm. Tư duy được lắm. Kiếm cái nào dễ đó Năm. Nè Liên Ngô. Kiếm gì vậy? Ông Năm kiếm được cái gì vậy? Rồi bóc lên cái rồi, không có cho bóc cái thứ hai nha. Tư duy. Bóc một cái mà quên chơi mà chơi gì? Cái gì? Sao chị vô đây chơi vậy? Sao chị vô đây chơi vậy? Sao dễ ăn tiền quá vậy? Sao tiền chỉ xong mà tử là cái ly? Rồi giờ tới quận tiếp theo là lĩnh 10 lít. Sai lầm. Đi vô đi. Nè. Để cầm tiếp cho. Thang nè. Rồi xong chưa? Xong chưa? Mày đừng có nói, mày cầm lên, mày đừng có nói. Nói đi. Cái gì nói đi. Nói đi cái gì? Rồi cầm lên một phát mà bà. Cái gì nói đi. Rồi buông cái đó ra thua đó. Cái này hả? Giống như mình chơi thì chơi á. Đúng rồi. Giống như mình chơi thì chơi. Nói đi cái gì? Cái gì? Nó cái gì? Cái chai như này. Nó Liên Ngô không? Thằng này nó không được. Đây nè, giống như mình trà đĩa. Yeah, come on. Đây nè, mình chỉnh nè, chỉnh nhé. Cái đầu đâm tiêu phải không? Dạ, trời đúng luôn. Chưa đúng. Chắc chưa? Chưa đúng. Cái đâm tiêu hả? Chưa đúng. Cái gì?
cái trà đĩa, cái trà đĩa, đĩa nó bằng thùng tay. Cái gì? Bằng thùng tay nha. Bằng thùng tay. Bằng cùng tay. Cái đầu đâm hả? Một lát kia lát. Hai. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Rồi rồi rồi. Chính xác. Dạ. Đúng là hảo hán, hảo hán. Mất tiền rồi. Tiền rồi. Không, tiền nè, cầm lên để đưa tiền nè. Ủa sao chơi cái trò gì tốn tiền dữ trời. Bữa gì á? Đây. Được tiền. Không, bữa nay cuối tháng lãnh lương rồi, không có lo. Bữa gì? Rồi bây giờ tới ai không nữa không? Bây giờ mình đưa tay vô mình móc được một cái gì là mình dự đoán cái đó luôn không cho được. Một hai ba nè. Rồi xong rồi. Dễ xong luôn. Dễ xong luôn. Chưa nói chưa nói. Ủa? Nói đi. Xong rồi. Nói lia chị hết trơn. Chưa có nói. Rồi bây giờ cặp tiếp theo nè, tới Liên Ngô nè, Liên Ngô cho đón cho phong liệu nè, ủa cho lĩnh 10 lít nè. Ok ok. Ê bây giờ mình có cho đổi cặp không, cho Liên Ngô phong liệu đây chơi không? Rồi chơi luôn. Đổi cặp rồi đi. Đổi cặp luôn không? Thôi về em với anh phong liệu đi. Đó rồi bây giờ Liên Ngô đón đi nè. Thời tới rồi. Liên Ngô nè. Vậy em là người mò. Người mò hả? Nè. Sao em dở cái này quá. Đừng nói là ba vô nè. Nè nói chuyện mà thua nó nè, 1 2 3 nè. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Rồi cầm lên luôn. Cái gì? Thôi, cầm lên luôn đó. Cái gì? Tào lao thiệt chứ. Người ta ủa, cầm mà biết khoan. Tào lao thiệt chứ, khi cầm mới lên cái đầu mà nhảy nữa. Trời ơi, cầm xuôi thì thôi á. Đâu vậy bà sao nữa. Thôi, nhảy xong đi. Đừng có nói nhiều. một hai ba nè, cái gì nói đi, nói đi, chuẩn mất rồi, cầm cái đó lên rồi đó, lên luôn, thôi bây giờ cầm cái đó lên này, cầm này, đúng rồi, đúng rồi đó, cái gì nói cho năm đi, nói gì nói, hai rồi hai bốn, cái áo kéo. Đúng không? Hay không? Hay không? Hay không? Trời, hay lắm. Rồi rồi. Cho em xin 500. Đây nè, tiền đây. Trời ơi, ủa chơi cái kiểu này hao tiền quá. Thôi bỏ cái kéo ra. Mấy món đồ sao mới khó, khó. Cái nào đón được. Đây. Xin cho cam nghe 500 nha. Đó. Rồi bây giờ tới quận tiếp theo là Liên Ngô nè. Bước vô. Vậy anh nói rồi thôi. Vậy phong lên phong liệu làm đi rồi cho Liên Ngô đón nha. Cho bà nhảy xong nữa. Em liệu hỏi gì trả lời nó chết chết. Rồi rồi ok nè, tới không không liệu. Chưa? Bắt đầu nè. Thôi toan rồi. To rồi, to rồi. Cái gì? Cho đón 3 lần đó nha. Lần thứ nhất bữa ăn cơm. 2 3 4 5 6 đúng rồi. Cầm mà mới che đó hả? Ta nói đúng rồi. Ủa, cầm mà mới che đó hả? Cái gì bây giờ đón lại cái gì? Cái chén. Hồi nãy nói gì? Cái chén. Nãy chiếc cơm của ngàn nha. Nhưng mà cầm mà mới nói chuyện. Không đúng con ta rồi. Rồi ok luôn, là cái chén nha. Rồi luôn. Hay quá. Đó. Đây. Xin tiền được rồi đó. Nè cho Liên Ngô nè. Thôi cái này chắc hồi chắc hết tiền luôn đã Đình ơi. Bóp hơn muốn cạn tiền luôn à. Bây giờ là Liên Ngô có muốn bắt cặp với Nam Báo không? Đang xây vòng vậy đó. Được tiền ai thêm muộn nữa. Được luôn, cho anh Năm ấy đem đón cho. Đó rồi rồi. Nam Báo nè, vô. Anh Năm ấy đi em đón cho. Quà tới. Rồi rồi nè. Rồi cái miệng rồi anh đừng có. Quà không. Rồi ngồi xuống. Để chưa? Rồi ngồi xuống. Bắt đầu nha, bắt đầu. Bắt đầu. Móc cái gì lên là cầm luôn đó. Đúng rồi. Cái đó gì? Cái đó cái gì? Nó làm sao? Nó này. Nó làm sao? Miệng nói. Cái gì vậy? Cái mít hát. Cái gì? Cái này cầm là cái mít hát. Cái mít cao vô. Bốn món đồ đó là xuống thua đó. Nó bự cái này nè. Nó bự cái này rồi. Nó bên dài đây mình bỏ còn tại vì
nó ăn cỡ ba dai đây, nó ba lớn này mới thọt thọt. Ê, không có một lần à, chỉ một lần đụng đến món đồ đó, caramel nó đã quay cho khán giả coi rồi, là không có được bóc được cái khác đâu. Bây giờ em diễn tả thôi, thôi là nhảy xong đi. Là nhảy xong đi kìa, người đó nhảy trước rồi. Cái gì ba lớn này hả? Cái gì ba lớn này mà cửa gan nó thọt thọt kìa. Ok nè. Nè nữa nè. Rồi, có cái dính dính ra dữ. Rồi, ơi dính dính ở đâu, dính cầm lên. Ừ. Cái gì? Cái gì? Ừ, sao? Cái gì á? Cái gì á? À, biết rồi. Cái bàn nước đá. 1 2 3 4 trái cây ra, dao gọt trái cây. Cho hai lưỡi gọt trái cây. Ờ, thả ra ba. Sao cái đổ một cái đổ một cái. Sao? Hai, một, hai, ba. Lắm đi nữa thật. Rồi, cái này ơi, là 2 trái đậu nè. Hàng quá. 2 3 rồi, nhảy xong đi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Con thỏ là ăn cỏ là chui vô hang mà. Cái củ cà gót đó, cái đậu bào á. Ừ. Cái đậu bào không chịu nó giao hai lưỡi. Rồi. Ok. Rồi chưa, đón nè. Ừ. Anh Năm dở ẹt à. Ừ. Rồi chết mẹ rồi. Pha pha cái gì nè, cái gì nè. Ừ. Cái gì nhột nhột? À, ừ. Rồi. Cái gì nhột nhột vậy đó? Xui xui thôi. Chưa mẹ. Thôi, cái gì nhột nhột? Thôi, đi ra. Đi rốt bao lên. Nhanh lên. Được cái sự ép buộc. Tuy nhiên bữa nay người canh biết nói chuyện hết trơn à. Rồi bây giờ Năm báo này vô nè. À, chọn ai? Chọn gì vậy? Nói ai? Nói đi. Cái gì? Cái kéo lấy rồi hả? Làm vậy? Ê. Nó bỏ đất rồi lên nhai. Cái gì lụm đất lên nhai đó. Hồi nãy anh Năm đón một cái rồi rồi nha. Ừ. Cái hay nữa đó. Đó, bỏ bóc rồi lên đây. Bỏ bóc lên nè. À. Cái gấp nó hả? Đúng rồi. Ta đón rồi, ta có quyền nghỉ. Ủa nãy cầm cái kìm lên mà. Có đâu. Cái kìm hả? Cái gấm đá. Cái gấm đá hả? Trời ơi, giỏi quá ta. Đó là sự thành công. Đây, 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 tiền thưởng ở đây. Đó, bây giờ Liên Ngô muốn lấy tiền nữa không? Cho Liên Ngô muốn. Ừ, giờ bây giờ cho Liên Ngô mò. Đúng rồi. Ừ. Không mò, toàn là liệu liệu nói không. Ừ, rồi, đó, cho Liên Ngô mò. Ai kêu liệu nói chứ. À, dạ. Thôi, cho caramel cơ. Bây giờ là một quận tiếp theo nè. Mũi chà bá luôn. Con mũi mà muốn rớt luôn ra à, bây giờ nè, bây giờ chấp hai người. Hai người đứng đây, nếu mà hai người đón trúng là Liên Ngô được 500. Đó. Rồi rồi nè, 1, 2, 3 bắt đầu nè, câm nè, không nói chuyện nè. Rồi, rồi, chết rồi. Rồi sao, diễn tả sao? Đứng là diễn tả rồi. Cái vậy xong. Cái vậy xong. Ừ. Có mày đại đình ai làm chứng mà này, có nói chuyện không? Có nói chuyện không? Cái gì? Cái cái thì mày xuống sông.